Hello, xin chào các bạn thân mến nhá. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Và hôm nay nhân dịp đi du lịch ở Thảo Nguyên Xanh. Đây các bạn xem này. Đây là Thảo Nguyên Xanh các bạn. Đấy. Dưới là cỏ này. Đấy, toàn cỏ không các bạn này. Đấy. Đó, Thảo Nguyên Xanh bao gồm toàn rất nhiều cỏ. Thôi mình nói đùa thôi. Cái đây là đằng sau nhà mình một cái bãi đất không thôi. Thì hôm nay mình sẽ cùng với các bạn nấu một cái món ăn rất đơn giản. Đấy là nấu mì và trứng trong những luôn nước ngọt vào những dịp chúng ta đi du lịch. Bây giờ các bạn cùng mình nấu cái món ăn này nhá. Let's go! Ok các bạn, và khi đi du lịch mình đã chuẩn bị một cái túi rất bé nhỏ thế này. Rất xinh xắn các bạn nhá. Tuy bé nhỏ nhưng mà chứa đựng những gì cần thiết khi chúng ta đi du lịch. Bây giờ các bạn cùng mình xem bên trong này có những cái gì nhá. Ok các bạn. Nào các bạn, khi đi du lịch thì chúng ta cần mang những gì nào? Bây giờ bên trong chúng ta sẽ xem bên trong cái túi này có những gì. Nào, con xem bên trong có những gì nào. Đầu tiên là mình sẽ ưu tiên là chai nước ngọt các bạn. Một chai nước ngọt này. Hai chai nước ngọt này. Đấy. Thì đi du lịch, đầu tiên các bạn phải chuẩn bị nước uống là đầu tiên. Không có nước uống là chúng ta không thể sinh tồn được. Đây các bạn, chai Tô Bà Tướng này. Được chiết xuất ngay từ nhà này. Đỡ ra quán mua đỡ tốn tiền này. Một chai này. Đấy. Tiếp theo. Và hai gói mì tôm Hảo Hảo. Hai gói mì tôm Hảo Hảo này. Hảo Hảo này. Đấy. Và một hũ gạo này. À, chắc cũng có sự nhầm lẫn ở đây thôi. Bên trong này của mình có trứng bên trong các bạn nhé. Mình để trứng và gạo bên trong này. Ok, để chỗ này này. Thế vào đây này. Đấy. Và vật dụng cũng không thể thiếu nữa. Đó là một con dao nhỏ gọn khi cần thiết chúng ta cần đến này. Và một cái máy lửa các bạn. Dụng cụ đánh lửa. Ok này. Ok các bạn, thế bây giờ để luộc trứng thì chúng ta cần phải có trứng. Đây các bạn, bạn xem này, quả trứng này. Đây trứng các bạn. Mình bỏ trong gạo cho nó đỡ bị vỡ trong quá trình đi du lịch các bạn nhé. Quả trứng này. Và mì tôm. Đây các bạn, đã chuẩn bị sẵn rồi. Đây. Và đến nấu được trứng thì chúng ta cần phải có nồi. Thì ở đây chúng ta không có nồi vì chúng ta đi du lịch ở trên một cái khu rừng, cái Thảo Nguyên Xanh ấy. Thì chúng ta sẽ dùng cái lon coca này để làm nồi các bạn nhá. Và nước đây các bạn. Ok. Ok các bạn. Và đây là cái bếp mình đã chuẩn bị. Đây, khi đi du lịch thì chúng ta thường mang cái bếp mini đi. Nhưng mà bây giờ trong trường hợp này mình không có bếp mini. Thì đi trên một cái rừng hoặc là thảo nguyên thì mình đã chuẩn bị đây. Bếp đây, cần hai viên đá vào. Tí nữa gác cái que lên kia cái nào là được một cái bếp luôn. Và đây là vật liệu củi nấu mà mình đã kiếm được. Ok các bạn, bây giờ các bạn cùng mình nấu món ăn này nhá. Ok. Ok các bạn, hôm nay tới dự buổi nấu ăn của chúng ta hôm nay thì có rất nhiều khán giả và khách du lịch tới cùng với chúng ta. Bên cánh trái thì có những đàn trâu đang gặm cỏ. Bên cánh phải thì có đàn mò đang ăn cỏ. Và xa xa tí nữa thì có đàn gà đang bới mồi. Trên trời thì có những đám mây bay lập lờ và tiếng chim hót hòa quyện cùng chúng ta. Ok các bạn, thì nước ngọt mình đã uống hết rồi. Bây giờ mình sẽ khoét cái lỗ hốc trong bên này ra.
đấy, để cho để bối trứng vào cho trong này được. Thì về công việc của mình thì để có thể là mình sẽ dùng dao khoét cái này hoặc là chúng ta sẽ mài các bạn nhá. Ở đây thì công viên thì nó không, nếu các bạn mài trên một cái tảng đá hoặc một bất cứ một cái gì được. Đây mình kiếm một cái tảng đá này, chúng ta mài này, ta mài cánh trái các bạn. À, ta mài cánh phải mệt rồi, chúng ta lại chuyển sang cánh trái ta mài. Ok, đây chúng ta này, nó đã mài xong rồi các bạn này. Nó hơi bị nhèm nhèm một chút, ta sẽ làm nó sạch sẽ đi. Đây giờ trắng sạch sẽ là vào đun cái này các bạn nhá. Let's go. Ok các bạn, bây giờ bếp mình đã bật lửa, nó đã cháy rồi. Bây giờ mình sẽ đổ nước vào chai luôn Coca. Chúng ta sẽ chán được một chút. Đổ vừa các bạn nhá, không là nó sẽ tràn. Chúng ta có bao nhiêu người thì chúng ta sẽ làm lấy luôn Coca. Thì tôi có một mình thì mình sẽ làm một luôn thôi. Các bạn có bao nhiêu người thì sẽ làm lấy luôn Coca. Đây là công việc của trứng vào. Các bạn hãy bối nhẹ nhàng không vỡ nhá. Đấy các bạn xem này. Bây giờ mình sẽ đặt luôn Coca anh đây. Dựa vào đây không đổ nhá, cẩn thận. Đấy, luôn quá thôi. Đây các bạn, nhìn lửa cháy to không các bạn? Quá tuyệt vời, đúng là cái bếp tuyệt vời không các bạn? Có một cái cưa sắt này các bạn này, là mình vô tình kiếm được các bạn này. Rất tuyệt vời các bạn. Có xem đã sôi chưa các bạn? Một cái thì mình để mình một đấy, đang lăn tan hết các bạn này. Đấy, một cái thì dùng để pha mì tôm, một cái thì để luộc trứng các bạn nhé. Đấy, hai lon Coca. Đấy, đang sôi hết các bạn này. Đấy, một lát nữa là được thôi. Đấy, các bạn xem này. Bây giờ thì bầu trời cũng đang chuẩn bị tối dần rồi. Xa xa đấy có hai vị khách chúng ta đang chuẩn bị lại gần chúng ta đấy. Các bạn xem thấy chưa? Đấy, các bạn xem. Đấy. Đấy các bạn. Bây giờ nước đã sôi xình xình các bạn này. Thời gian này đã chín các bạn này. Bây giờ mình sẽ bắt ra. Ok các bạn. Ok các bạn, mình sẽ dụi tắt lửa đi. Các bạn nấu ở trong các khu rừng là các bạn phải tắt lửa đi các bạn nhá. Không là trong trường hợp mà lửa lan là rất nguy hiểm các bạn. Mình sẽ dùng nước và dội tắt đi. Ok. Mình sẽ tìm mấy cái của. Và bây giờ mình sẽ bắt từng vị trí một. Lấy quả trứng ra trước. Nóng lắm các bạn nhá, phải cẩn thận nhá. Ok. Và mình để cái này tí nó pha mì tôm. Đây các bạn xem này. Nó điện thế này này. Bây giờ mình sẽ đây quả trứng này các bạn này. Nó còn nóng lên. Nóng quá bạn. Bây giờ mình sẽ bóc nó ra, cô xem ăn có ngon không. Rất ngon các bạn. Các bạn xem này. Ui giời, ngon quá. À, lấy một ít muối chứ.
lấy một ít muối chấm này. Đây, các bạn xem. Mình sẽ ăn đi một tí rồi mình sẽ được bát muối à. Các bạn ơi, quá ngon luôn các bạn nhá. Úi dồi ôi, tia rồi. Ngon lắm ạ. Cho tí muối nữa. Ngon. Mình chưa mời mọi người ăn cùng mình nhá. Nóng. Ừ, quá. Cái này nó hơi loạn các bạn. Mình lốp một cái tờ giấy vào đây. Đây là món mì của mình. Các bạn ăn cùng mình nhá. Đây đũa mình đã chuẩn bị này. Đây là cành cây các bạn. Vì đi mình không có chuẩn bị đầy đủ quá. Đấy. Mì tôm đấy, ngon không? Ngon. Ngon. Ngon lắm các bạn ơi. Ok. Video của mình kết thúc tại đây rồi. Các bạn nhớ và đăng ký subscribe kênh của mình và comment góp ý kiến với mình. Để có nhiều động lực để mình tạo ra nhiều video hay và thú vị hay hơn nhé. Xin chào các bạn trong những video tiếp theo. Yeah.